thì khi mà khuyết đông và đông nam á thì nó ảnh hưởng đến con cái. Thì cái vấn đề là những cái ngôi nhà mà khuyết đông và đông nam thì rất là khó có con. Đây hôm nay mình có làm một cái ngôi nhà đông nam thì nó đang bị khuyết nam và khuyết đông nam. Thì cái hình thế này thì hôm vừa rồi thì bảo gia chủ bắn cái này rồi, để cho nó khỏi khuyết và phải bắn luôn ở trên luôn. Thì mình tư vấn từ xa này, mình báo cho chủ làm trước vấn đề đông nam đó, không ảnh hưởng đến cái đứa con gái trưởng. Vì cái bên hông này thì cái nhà này nó đang liền khối này, thì mình bắt phải đóng luôn cái cửa này lại này nhá. Để anh ra đây anh dặn luôn này, cái cửa này là giờ mình không có mở ra nhá, để cho nó không thông khí với cái nhà này, thì nó không tính là nhà, thì để mình cứ để kho bình thường nhá. Cửa này không có mở ra nữa, rồi đóng hẳn cái cửa này lại này. Nó động khí tây nam ở đây, nó ảnh hưởng đến người vợ này, suốt ngày bất an nó nhiều thôi, nó không tốt. Đóng hẳn lại như thế này, ăn một cái thuần khí của cái nhà này thôi. Rồi đi vào đây này, hai vợ chồng vào lên đây luôn đi. Ban thờ nhà mình này, nhà mình thì xin phép là mình đi dày nhé, do nhà cửa bẩn quá không có dọn dẹp. Ban thờ này, ban thờ hôm vừa rồi mình cũng có chỉ rồi, ban thờ này nó không có tọa. Thứ nhất là không có tọa này, vì thứ hai là mình để xa quá không có tọa, là về tí về là phải hướng dẫn cho cách chuyển ban thờ vào đây nhé, chuyển vào đây làm lễ cúng, chuyển vào đây ban thờ này, đưa vào đây. Hiện tại ban thờ này mới có một bát nhang thôi, chưa đúng, nó phải có bát nhang thần linh, bát nhang này gia tiên, bên này bà cô, hiểu chưa? Thì cách thờ thì mình sẽ chỉ sau. Ban thờ lâu dọn hàng ngày đấy, đẩy nó vào như thế này, nó đang bị không có tọa, không có tốt, phòng phải sạch sẽ, ok chưa? Cái này là đông đông nam của ngôi nhà này, thì mình cái phòng này thì mình chỉ để thôi, chứ mình hạn chế ngủ khu vực này rất là xấu nhé. Còn mình vào đây này, đây này, thì hai vợ chồng ngủ quay hướng này, ngủ nhớ hé cửa ra, ok chưa? Còn đây này, còn lên nhà mà để bẩn như này thì làm sao ấy được. Với lại nguyên tắc nhà mình ở không ở là mình phải dọn dẹp nhất, cái thứ hai á không để tình trạng như này, âm khí nó rất là nhiều, ở không có tốt. Đây này, các hệ thống cửa này, ví dụ như cái tầng này đúng không, mình không làm gì thì mình lau chùi nó đi, lau chùi đi cho nó sạch sẽ. Rồi cái cửa này, những cái vào cái phương vị nào nó tốt á, ví dụ như hướng nam này thì mình mở ra, nhà là mình phải mở cho nó sạch sẽ, lấy cửa lấy khí, lau chùi hàng ngày. Cái nhà mình ở suốt ngày mà mình để như thế này là chết rồi. Rồi sau này nhá, khi mà mình xử lý cái tầng 1 xong rồi này, thì tầng 2 mình nó cũng đang khuyết đông nam và khuyết nam nhá, nó ảnh hưởng đến cái đứa con gái trưởng và cái đứa trung nữ nhá. Thì bắt buộc là ở xử lý ở tầng 1 ổn định, hai vợ chồng có tiền ok rồi nhá, có sức khỏe mọi thứ dọn dẹp lại cho tôi. Xong rồi có điều kiện là bắt đầu mình xử lý tầng 2, bắn mái ra như cái tầng này này cho nó khỏi khỏi khuyết ngôi nhà đó, là như vậy. Xong dọn dẹp cho thật sạch sẽ vào, rồi khu vực này cũng vậy, ai để như thế này như hoang hóa, mình không có làm gì đến được. Trong khi đó mình ở đây hàng ngày, đấy, ban thờ, trong phong thủy cái yếu tố sạch sẽ nó cực kỳ quan trọng. Rồi đi qua cái đông bắc này, thì đông bắc là hiện tại cái ngôi nhà mình nó đang bị liền mái với cái thằng này này, thấy không? Đây đây, cái chị vào đây, đấy, thì nó đang liền mái, nó thông khí vô cái nhà này, thì vô hình chung nó làm khuyết đông bắc với khuyết đông, nó làm khuyết đông, thì khi mà khuyết đông và đông nam á thì nó ảnh hưởng đến con cái. Thì cái vấn đề là những cái ngôi nhà mà khuyết đông và đông nam thì rất là khó có con. Thì vấn đề mình cần lưu tâm. Thì bắt buộc, và thường là khuyết đông thì nó rất là khó có con trai nữa. Nên là bây giờ mà mình muốn có con và có con trai á, bỏ cái mái này ra cho khỏi khuyết đông và kê giường, ok chưa? Còn hôm vừa rồi là đợt là cái cháu đông nam là mất là năm bao nhiêu? 2021 hả? Rồi ok, đấy. Thì cái này mình phải xử lý khuyết. Khi khuyết thì nó sẽ bị cái vấn đề đấy, ảnh hưởng đến nhân đinh sức khỏe. Đúng rồi, gỡ cái tấm ra cho nó khỏi khuyết đông và đông bắc. Đúng rồi, khuyết riêng. Rồi cái chuồng trại này, cái đông bắc mình đang cái khí của chuồng bò này nó lên đây này, thì mình lên phương án là mình làm tôn chắn hết lại đó, để cho cái khí của cái này nó không đi vào cái cửa đông bắc này, nó không tốt.
Cái thứ hai là mình hít cái khí của cái chuồng trâu bò lâu ngày đó không tốt cho sức khỏe. Đấy, nhà cửa này dọn dẹp sạch sẽ, từ vườn tược từ trong ra ngoài. Tôi đi làm bữa giờ là, từ hồi tôi đi làm đến giờ là mấy trăm nhà rồi. Cái nhà của ông là tôi thấy nó là tệ nhất. Nhà thì cực kỳ đẹp và rộng rãi, sạch sẽ, khang trang. Nhưng mà để bẩn quá, thành ra là mình không phát triển được. Thay đổi nhá, cái này là ghi nhận là phải thay đổi ngay. Đấy. Rồi cái khu vực này, Đông Đông Nam này, trong thời vận này nó cần phải có nước này. Thì ở cái khu vực này bạn phải bố trí cho tôi thật nhiều nước ở khu vực này. Tuyệt đối là phải tháo ngay cái kia ra để xử lý thì nó mới tốt được. Khi nó khuyết đông nó không rất là khó có con. Cái vấn đề phải lưu tâm. Đó, ở khu vực này bố trí nước. Còn đây Tây Bắc, cái cửa Đông Bắc thì là mở ra rồi, được rồi này. Đấy. Rồi cái phía sau, phía Bắc cái chỗ giường ngủ á, thì phía sau đấy cũng đặt một cái ở đây để tránh các bệnh về thận tiểu đường. Là như hôm vừa rồi hướng dẫn, nhưng mà xong nhá, xong xử lý xong xuôi hết cái tầng 1 dọn dẹp xong xuôi nhá, là làm có tiền phát là phải bắn ngay cái mái thứ hai này. Đúng rồi, bắn ngay tầng thứ hai, xử lý hết ở dưới này có tiền là bắn tầng thứ hai. Bây giờ nốt lại là cái quan trọng nhất này, chọn nhà này. Cái thứ hai là chuyển ban thờ vào trong, chỉnh ban thờ cho chuẩn lại để vậy nó quá là lẹo. Thứ nhất này ở trên này nó bẩn này, không ở trên á, âm khí nhiều, cộng thêm ban thờ mình không có chăm chút, thành ra cái ngôi nhà cực kỳ lạnh lẽo. Đấy, tôi xem trên video tôi thấy cũng lạnh lẽo rồi, nên tôi xuống tới nơi là tôi không muốn làm luôn.